Việt Nam và Trung Quốc nối lại kênh tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao sau gián đoạn vì đại dịch COVID với chuyến thăm tới Nam Ninh của Phó Thủ tướng Thường trực Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 12 tháng 7, theo lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông Minh cùng ông Vương sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt-Trung diễn ra tại Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây trong hai ngày 12 và 13 tháng 7, theo truyền thông nhà nước. Đây là lần đầu tiên một ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tới Trung Quốc kể từ đại hội đảng lần thứ 13 và đại dịch COVID bùng phát. Và đây cũng là lần đầu tiên ông Minh đi Trung Quốc với tư cách Phó Thủ tướng Thường trực. Biển Đông sẽ là một trong những nội dung mà ông Minh sẽ đề cập với phía Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hiện Trung Quốc là đối tác giao thương lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới.